Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama thuyết trình tại buổi lễ ra trường của trường đại học Morehouse College, tin từ Atlanta. Trong ngày 19 tháng 5 năm 2013, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thuyết trình trước đám đông sinh viên tại trường đại học Morehouse College trong thành phố Atlanta, khuyến khích sinh viên mới ra trường thiết lập một mẫu tượng cho cả quốc gia đi theo, cũng như khuyến khích những sinh viên mới ra trường này giúp đỡ cộng đồng họ đang sinh sống. Cũng trong buổi thuyết trình trước các sinh viên của trường đại học, Tổng thống Obama nhấn mạnh sứ mạng nuôi dưỡng thanh thiếu niên của trường đại học Morehouse và còn cho các sinh viên mới ra trường biết họ ra trường trong thời điểm có nhiều cơ hội tiến thân hơn bất cứ thời điểm nào khác. Theo Tổng thống Obama, các sinh viên da đen ra trường có nhiều cơ hội thành công hơn tất cả các thế hệ cha ông trước đây. Đám đông sinh viên cùng cha mẹ phụ huynh đã đứng dưới trời mưa để nghe vị Tổng thống 44 của Hoa Kỳ thuyết trình. Buổi thuyết trình trước sinh viên ra trường tại Morehouse là buổi thuyết trình lần thứ hai của Tổng thống Obama trong mùa ra trường tại Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Tổng thống Obama đã thuyết trình tại lễ ra trường của trường đại học Ohio State University trong thành phố Columbus, Ohio và dự kiến sẽ thuyết trình tại trường đại học Hải quân Hoa Kỳ tại thành phố Annapolis, Maryland trong ngày 24 tháng 5 năm 2013.